nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa một con máy. Con máy này thì của khách mang đến là hiện tượng là nó bật chạy nhưng mà nó không lên hình. Đấy, thì đây lý do nó bị làm sao thì mình sẽ bật thử cho các bạn xem. Máy vẫn chạy ok. Đấy. Đèn bàn phím vẫn lên. Nhưng mà đây, đèn rung lúc này vẫn điều khiển ok. Đấy. Đèn rung lúc vẫn ok nhưng màn hình thì không lên. Trong khi đó màn hình là cấp điện các thứ là đầy đủ đấy nhưng mà không lên, chỉnh các kiểu không lên. Thì lý do nó ở đâu? Ở đây nó có máy nó có chạy cả hình đấy. Thì để xử lý với cái này thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là nó hỏng ở đâu để chúng ta xử lý. Thì nó hỏng ở đâu để chúng ta xử lý thì bây giờ chúng ta sẽ tắt máy đi. Trước tiên chúng ta phải đi từng chỗ một. Muốn xử lý một con máy mà nó như thế này thì chúng ta phải tìm bệnh từng chỗ một. Đó. Lý do không lên hình. Anh em nhớ là rút điện ra nhé. Ở đây thì chúng ta cần một cái tô vít. Tô vít là để làm gì? Đây tô vít là để mình tháo cái con đầu tiên không xuất hình thì mình sẽ phải tháo con cả hình này ra trước. Chúng ta sẽ kiểm tra từng chỗ một để chuẩn đoán vậy. Ở đây cái cạnh cặp hình này, này nó có một cái gài, anh em lùa tay vào tháo nó cẩn thận đừng để gãy cái lưỡi gài ở cạnh cái cặp đấy. Vậy là mình đã tháo ra con cả hình ok. Bây giờ mình sẽ đặt lại và xem là máy đã ok chưa. Giờ sau khi mình cấp điện cho nó thì mình sẽ lại bật thử xem là máy đã hoạt động bình thường.
Đó, rất chi là đơn giản. Mình sẽ nói với anh em là để làm sao mà để biết được con máy này nó hỏng chỗ nào để anh em làm xuất hình. Đầu tiên anh em bật một con máy, nếu như mà ấn nút nung nút này đó mà nó vẫn có đèn lên như thế này thì là RAM chip main vẫn đang hoạt động bình thường, và lúc đó thì chỉ có mỗi cọc xuất hình không lên. Thì là chúng ta nếu máy có card hình thì chúng ta sẽ tìm bắt đầu từ con card hình tìm đi. Nếu như mà như con này nó có card hình thì mình sẽ gỡ card hình ra và mình sẽ cắm trực tiếp vào bo main, hoặc là những cái con mà bo main nó không có cái chỗ cắm trực tiếp thì anh em tháo card hình và dùng một cái card hình khác để cắm thay thế vào. còn hoặc là chúng ta có thể kiểm tra test nhanh bằng một cái Dụng cụ test chuyên nghiệp của máy tính là cái card test báo lỗi. đấy, thì cái card test báo lỗi này anh em sử dụng nó như thế nào. Thì cái card test này tất cả anh em chỉ việc cắm vào bo main này. Đấy, sau đó là anh em Chỉ nhìn đọc cái chỉ số nó báo ở trên đồng hồ này thôi, lỗi gì nó hiển thị hết như trên cái này. Thì cái card này nó có rất nhiều loại và nó có card xanh, card đỏ, card tím, card vàng. đấy, thì cái card xanh, card đỏ là dành Mình test nên nào nó chuẩn nhất thì card đỏ để là dùng để theo như kinh nghiệm để mình sử dụng thì là test main của Gigabyte hoặc là đấy là chuẩn nhất, còn card xanh thì là nó test cho các cái main MSI thì là nó chuẩn. Đấy, thì bắt buộc là nếu chúng ta mà làm chuyên nghiệp thì phải có cái card này, còn nếu như mà mình mà là quên mình mà là người dân sử dụng thì anh em khi anh em bật cái máy lên mà không thấy nó lên, anh em kiểm tra điện bàn phím luôn lúc như này vẫn sáng, thì anh em cứ tháo con card hình ra trước đầu tiên, sau đó là anh em kiểm tra xem là tại cắm lại vào bo main kiểm tra xem nó có lên không. Đó, rồi là anh em bắt đầu anh em mới làm đến các cái bước tiếp theo. còn nếu như mà cái máy tính mà nó hỏng RAM thì là anh em bật cái này không bao giờ nó lên đấy, mà nó sẽ khác thì nếu như mà đấy thì mình sẽ có cái video hướng dẫn anh em sửa các cái chi tiết máy với các cái lỗi máy thường hay gặp, là mình nếu như mà có thời gian và có điều kiện rảnh rỗi thì mình sẽ làm và mình sẽ hỗ trợ dạy anh em tự làm những cái này ở nhà. Đấy, thì một con máy của nó bị hỏng, con này là như thế này là bị hỏng cả hình, hỏng được xuất hình ra. Thì tí nữa mình sẽ kiểm tra xem là con card này lý do làm sao mà lại hỏng đường xuất hình đó, rồi là kiểm tra xem là nó chạy sao, hoặc cũng có thể là do cái chân card này nó bẩn nó không tiếp xúc thì mình có thể là lau đi, còn không thì là do chip nó có vấn đề. Đấy, mà cái trường hợp mà hỏng card hình này là rất nhiều anh em game thủ là cũng hay bị, bởi vì là sao khi đi mua là toàn mua card cũ thôi chứ không mua card mới. Đấy, cho nên là nó đã làm lại các thứ rồi cho nên là nó hỏng là cũng là điều đương nhiên. Đấy, hoặc là anh em không biết nó là card cũ nhưng mà quán người ta đi mua mới, nhưng quán người ta cứ lắp card cũ vào nhìn như mới. Đấy, thì là anh em cũng không biết được, thì về chạy được năm vài năm hay là mấy tháng nó năm ra nó chết nó không xuất hình thì không biết nó hỏng ở đâu để mà mình sửa chữa. Thì hôm nay mình cũng làm cái video nó hướng dẫn cái con máy đấy, nguyên nhân của nó mà bật có đèn lúc nhưng mà lại không xuất ra hình, không lên màn hình. Thì anh em cứ theo cái video mình làm và mình sẽ cố gắng mình làm thật nhiều video hay và có ý nghĩa hơn cho anh em, để anh em có thể tự sửa chữa và ở nhà một chiếc máy tính đơn giản, không phải tìm đến thợ hay là ấy làm gì. Thì hôm nay mình cũng làm đến đây thôi, và nếu như có điều kiện thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn anh em hơn. Hẹn gặp lại anh em.